Hey vô, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ review cho anh em một cái con game mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Mới nhất là sao mới nhất? Vì đây là một cái server mới ra luôn. Nó ra vào ngày 13 tháng 1 2024. Thì 10 giờ trưa hôm qua là nó đã ra. Và hồi tối là mình đã có like muộn phát 50 bé gấu. Thì hôm nay mình vào trong đây review cho anh em là một cái server mới. Ở đây là một cái session là 3.2, mat là win 3 và đồ mát chỉ có là 380, kèm theo đó là chỉ có hai ợp thôi anh em ơi, công cụ cũng là mát 380 luôn chứ nó không có vượt mức đó nha. Điển hình thì cái con game này nó đi theo một cái lối chơi mới, một cái phiên bản mới và có những cái cải cách hoàn toàn mới. Vì sao? Vì nó đã giới hạn lại ID. Một cái ID anh em chỉ tạo được hai tài khoản thì tương đương chỉ một cái máy điện thoại, thì các anh em chỉ chơi được hai hạt thôi. Các anh em không có thể lồng cờ lon, không thể treo cờ lon. Và những anh em nào thấy một bãi quái mà treo tầm khoảng 4 người, 5 người gì đó thì các anh có thể là quay clip lại, chụp hình lại, chat vô từ tên rồi báo với mo để mà mình nhận quà nha, để mo người ta chat là xem những ID đó là ra sao và như thế nào, thì cái đó là các anh em sẽ được nhận quà nha anh em. Vì bên đây người ta đã giới hạn ID nên anh em có thể là chơi rất là thoải mái, dân cài dân nạp gì cũng thoải mái. Thứ nhất thì người ta bỏ tiền vô người ta chơi thì người ta cần có một cái bãi quái để người ta farm, người ta chạy. Đương nhiên là game ai cũng có thể chơi được nhưng mà bên mình đã làm lại và cho ra một cái phiên bản cực kỳ là ngon lành, cần chất lượng chứ chưa cần số lượng nha. Số lượng càng đông thì càng tốt anh em, nhưng mà ở về cái buổi ban đầu thì làm sao cho nó chất lượng nhất có thể để các anh em hòa nhịp vào con game, bước chân vào một cái server thì các anh em sẽ thấy tâm trạng thoải mái. À quá nhiều S cao, lối chơi chuẩn, hướng đi lâu dài các kiểu dần dần và mấy mấy thì các anh em mới thả hồn và các anh em mới có thể là đầu tư để ủng hộ server được. Thì ở đây mình sẽ về cái map Logankia để mà mình chia sẻ cho anh em một chút xíu về cái thông tin ở server. Đây là một server hoàng gia mới nhất, nó nằm ở trong cụm máy chủ là Gon 3 Legend phiên bản là lớp 2. Mình sẽ về đây cho anh em xem. Hồi tối mình cho gấu thì anh em ở đây rất là đông luôn. Kiên tèo đây mo nha anh em, mo kiên tèo nha. Thì ở đây có một anh Choi hồi tối mới nhận gấu, giờ này chiêu mộ anh em giàu ở trong vui. Thì ở đây là một cô bé bán dạo quyền thoại và hầu như những cái phiên bản lớp 2, lớp 3 hay là những cái session như session 2, session 3 tới session 6 thì tất cả là em ấy đều bán ở đây. Đặc biệt thì ở đây mặc định là sẽ đồ sum chứ không phải là ở trên map Eberlang nha anh em. Một số phiên bản trên map Eberlang cũng vẫn có luôn nhưng mà Eberlang chỉ dành cho đồ thương thủ là nhiều. Thì ở đây mình sẽ vào, đầu tiên là cái bình HP cho chúng ta là 300 decon, kế theo là các anh em có thể là mua mana để mà mình farm không bị hụt hẳn, vì ở giai đoạn đầu là các anh em không có cái công cụ đi farm, còn gọi là vũ khí đi farm là mana hay là dây chuyền mana, thì khi mà mình farm nó sẽ rất là tốn mana, các anh em phải biến tới biến lui mua mana nhỏ các kiểu. Nếu mà có đầu tư thì các anh em có thể là giả cái bình này mình farm vô tư thoải mái. Tiếp theo đó là ở đây có hai cái đặc biệt quan trọng mà server hoàng gia đã làm và đã thực hiện trải nghiệm trên cái phiên bản là S3.2 này có tên là hoàng gia. Thì ở đây chỉ có bán hai hộp bốc thôi. Lúc trước các anh em thấy là từ bốc cum đum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó, rồi thêm bốc bờ lu, tất cả những loại bốc á thì người ta sẽ gom hết vào trong đây. Còn bây giờ chỉ có bán hai loại bốc, một cái là quăng ra vũ khí và một cái là quăng ra nhẫn và dây chuyền. Cái đó là dựa theo cái phần nhân phẩm hên xui đỏ đen của anh em nữa chứ không phải là phát nào cũng như phát nào anh em. Nhiều khi anh em không biết nói ở ông này quảng cáo cho cố vô ra quăng cái quần đồ gì không chứ có ra đâu. Thì ở đây là mặc định của nó là ra công cụ farm là cây trượng, cây gậy, cây kiếm, cây cung gì đó, và bên đây á, là chỉ là quăng ra được những cái item. Thì mình nói là một lần nữa, hai cái bốc này là người ta bán ra, các em có thể là ủng hộ vào để xây dựng server, các em cài chay cũng vẫn được nha anh em. Vì con game nào cũng vậy, người ta mở ra là hai hướng, một hướng nạp và một hướng cài chay, không phải nhất thiết là một một phải bắt anh em nạp. Còn anh em nào mà có ý định để mà ủng hộ để xây dựng server thì các em có thể là nạp nạp các em có thể là inbox qua bên mình hoặc là liên hệ vào kiên tèo, thì các em sẽ mua một cái lượng decon nó cực kỳ là uy tín và chất lượng. Các em đừng có nạp qua thẻ zin nha, thẻ zin nó sẽ lỗ hơn nạp qua ATM. Các em mua ATM thì nó sẽ ngại hơn. Và tiếp theo thì chúng ta có bán hai con gấu, một con ở trước là bán bằng gen 50 triệu gen và cái con thứ
2 thì bán chỉ có 50 đề con thôi. Thì các anh em có thể là mua hai con này, và hai con này á nó không có thời gian, như ví dụ là mình mua cái con gấu ở Bằng Giang, các anh em thấy là nó không có thời gian nha anh em. Ở đây thì có bán mặc định một số dây ve để cho anh em thay win đồ các kiểu. Ở một cái phiên bản test thì mình đã có cho ra những cái win là của DL, thì có một phần may mắn là mình cho ra một cái là mana là 3% là bỏ phòng thủ. Ở đây cái trang bị của mình á thì các anh em thấy nè, 1 tỷ 5 thì chúng ta có thể mua được một cái viên ngọc để mà đổi màu trang bị nha anh em. Tiếp theo ở đây có bán một số loại ngọc cho cái con cung nữ này, và đặc biệt ở đây có bán bùa whip cộng 2 cái lượng S anh em lên. Ví dụ anh em 100 mang cái bùa này lên nữa thì nó sẽ lên là 200. Ở đây người ta chỉ bán bằng gen thôi, chỉ có 2 triệu thôi, rất là rẻ luôn. Ở đây những cái cuốn quyển kỹ năng của con sum, ở bên đây là whip cộng 5 chỉ có 100 đi con thôi anh em, nó cực kỳ là rẻ luôn. Các anh em có thể là cộng 5 giờ trong đây chạy rất là tuyệt vời thoải mái, và giới hạn reset một ngày chỉ có 5 lần. Các anh em có thể là reset whip được, reset whip thì các anh em sẽ tốn một cái gel ve trao, thì các anh em sẽ được cộng là 20 bull-in vào trong cái lần reset whip đó. Mình sẽ review một số thông tin cơ bản. Ở đây là cái set đồ sum khỏi phải bàn cãi tới. Và đặc biệt ở đây có bán một cái cây gậy giác đấu cho cái con là đấu sĩ, là con MG. Khi mà đấu sĩ cầm hai cây giác đấu như gì á thì ở giai đoạn đầu nó farm cực kỳ khỏe anh em, cực kỳ khỏe luôn. Tại vì cái lượng phép của nó này các anh em khỏi cần kiếm công cụ quá cao sang, mà các anh em chỉ cần mua hai cây này thôi, nó qua nó quơ như đúng gọi luôn, 123 phép lần anh em. Các anh em nhớ là hai cái bốc này nha, bên đây cũng có một cái hộp pháo hoa, mình bấm vô cái hộp pháo hoa, đây có một cái hộp pháo hoa, mình quăng xuống đất là sẽ ra ganh đúc. Còn ở đây là 5k đê con, hộp quà 1k, và tiếp theo là một hộp may mắn cũng là 3k đê con. Thì hai cái đó anh em có thể là trải nghiệm hai cái đó. Xong phần cô bé bán diêm thì mình sẽ qua cái phần là cô chủ quán bar. Ở đây quán bar thì cho chúng ta được gì? Cho chúng ta được một cái đi một cái trao cách tơ, còn gọi là CC. Ở đây là một cái áo tàng hình, mình đi block. Ở đây là bán đồ cho cái con DL nha anh em, quả nè, ngựa nè, và cái trượng, set đồ và bộ kỹ năng. Những cái NPC cơ bản như gì thì những clip là mình đã có hướng dẫn, mình đã có chia sẻ hết. Nhưng mà mỗi một cái server mới là mình bắt buộc phải làm. Tại vì á là nhiều cái server có nhiều anh em trải nghiệm, và cái con game của mình review á cũng nhiều anh em mới vào xem nên anh em chưa có biết. Ở đây thì người ta sẽ tổng hợp một cái bộ ba DK, GF và DL. Thì anh em có thể là mua kỹ năng của DK đầu tiên, kỹ năng thứ hai là kỹ năng của GF, và kỹ năng cuối cùng là của DL. Đây là những cảnh quen thuộc cho anh em. Và tiếp theo mình sẽ qua cô phù thủy cho anh em xem. Ở cô phù thủy thì anh em sẽ nhìn vô và biết liền. Ở đây là chúng ta có thể là chơi được là Magic Chiến và cái con Dark White Sword Master. Ở đây là bằng những bộ kỹ năng của Dark White và Magic Chiến. Dark White thì mặc được hai bộ, còn Magic thì chỉ mặc được một cái set ma thực này thôi. Còn ở bên map là Davias thì bên đó là có bán cho cái con Dark White và cái con MG luôn nha anh em. Bên đó thì ít anh em nào mà sưu tầm tới lắm, tại vì cái hệ Magic thì nhiều anh em chơi theo cái kiển thôi. Mình mới nói luôn, MG nè chỉ mặc được một cái set ma thuật kèm theo là hai cái gậy giác đấu thì phép thuật của nó tăng lên rất là nhiều luôn. Theo là mình sẽ lại đây review cái NPC đổi giới tính. NPC đổi giới tính đổi từ phù thủy DK, cung nữ MG, DL, sum GF và thương thủ. Thì mỗi một lần đổi như vậy anh em sẽ bị tốn rất là nhiều, 500 đê con cho một lần đổi. Nhưng mà bù lại là các anh em không bị trừ reset nha. Ở đây là NPC support quan trọng nhất khi mà các anh em mới tạo một cái tài khoản, các anh em mới tạo một con nhân vật. Điều đầu tiên nhất là các anh em đừng có làm gì hết, hãy chạy thẳng lại đây làm nhiệm vụ cho mình, là nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3. Ở đây cũng có một cái mục xóa tội, và xóa tội chúng ta có thể là gõ một cái lệnh là BK Clear, thì viết thêm cái chữ gen nữa thì mình xóa tội khẩn cấp. Còn nếu mà anh em ở map này BK thì các anh em có thể lại đây xóa tội cũng được. Và ở đây là reset buy-in. Reset buy-in là reset cái điểm của chúng ta, cái điểm tiềm năng của mình là thiên sứ đây, cái điểm tiềm năng như mình cộng như gì, mình thấy nó sai sai chỗ nào thì mình có thể là lại đây mình reset buy-in lại. Đấy. Và các anh em nhớ nè, tạo con nhân vật, làm nhiệm vụ xong rồi đi mua đồ đạn, skill, kỹ năng gì đó, cộng điểm lên, mặc đồ lên hết, hạ đi reset nha. Còn nếu mà các anh em đi reset, các anh em phải farm lại. Tại vì mới tạo nhân vật các anh em được level 400 là các anh em có thể là mặc được vũ khí, mặc được set, mặc được win, tất cả ALL trên người hết. Chỉ cần cộng một số điểm nhỏ nhỏ, mới tạo nhân vật thì người ta sẽ cho anh em là 300 buy-in. Thì ở những giai đoạn đầu á, mình mặc những cái set đồ tăng thủ 300 buy-in nó đã thừa ra, nên các anh em không có sợ thiếu nha. Có thể là cộng điểm nè, mặc đồ, đeo trang bị đồ lên, có cái gì đeo cái nấy lên, rồi hả đi reset, rồi tiếp tục cuộc hành trình làm vào trong đây để mình cài từ level, mình nâng cấp reset lên. Ở giai đoạn đầu thì anh em reset rất là nhanh, rất là nhàn. Nhiều người là người ta chạy tầm khoảng 3 ạc, 4 ạc gì đó,
ở giai đoạn đầu và ở những phiên bản trước. Còn giai đoạn này thì anh em muốn chơi ba acc bốn acc, các anh em phải cần hai máy điện thoại, thì một máy các anh em được chơi được hai acc, hai máy thì các anh em chơi được bốn acc. Thì ở giai đoạn đầu thì cày vậy thôi, còn tầm khoảng mà 200 reset đổ lên thì một acc lo còn không xong nữa anh em, chứ lo chi mà hai ba acc. Những gì cơ bản là mình đã cho anh em biết, và các anh em khi mà các anh em bước chân vào một cái server hoàng gia thì những điều cơ bản đó thì mình đã review. Anh em không biết chỗ nào hay là các anh em bắt mắt chỗ nào, các anh em có thể là comment vào cuối phần video, và đặc biệt mách cho anh em biết luôn nè, các anh em farm tất cả các map không có ngọc đâu, nó chỉ có ngọc ở hai map thôi, hai map whip. Hai map này là cái lượng S cao nhất có thể, một cái là Ikegut nè và cái thứ hai là Paragat. Hai map này S lên cao và chỉ có gơi ngọc chỉ hai map này thôi. Chạy những map khác là cứ như anh em mớm, không có gơi đâu. Tại vì mặc định ở bên server bên đây là đã làm như vậy, không để cho vấn nạn mà ngọc tràn lan. Hình như là mình thấy thấp thoáng đâu đó là người ta bán một viên ngọc là 80k, 80k ATM. Mình sẽ vào trong phần linh tinh xem coi anh em farm ngọc bán bao nhiêu. Đây đây đây, gần 1k đi con. Các anh em thấy không? Thì có người giao là 80k ATM một viên. Đấy, các anh em thấy chưa? Cực kỳ cho. Rất là ngon lành nha. Như vậy là các anh em có được một cái hạn chế ngọc, hạn chế đồ, thì hai cái đó nó sẽ giúp cho con game là nó bền vững và đi theo một cái lối đi thật sự là lâu dài. Khi mà các anh em bước chân thả hồn và có thể là đầu tư để chơi một cái server có tên là server Hoàng gia nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.